Chúng ta cùng trở lại với những thông tin thời tiết. Chị Hải Yến này, trong khi phía Nam thì đang nắng khô kéo dài thì miền Bắc thời tiết lại có vẻ là sẽ ẩm hơn. Và cái điều này có ảnh hưởng gì đến người dân không chị? Vâng ạ, đúng thật sự là miền Bắc thì đang ẩm lên. Và ngay trong sáng ngày hôm thôi thì tôi tin chắc là anh Dũng cũng như là tôi cũng có cảm giác là khi mà chúng ta đi làm vào buổi sáng thì thấy là trời có sương mù hơn và dường như là tầm nhìn thì cũng hạn chế hơn phải không ạ? Và thực tế là theo quan trắc số liệu thì tầm nhìn ở thủ đô Hà Nội thì đã giảm xuống dưới mức là khoảng là 4 km. Đây là ở khu vực đồng bằng, còn ở vùng núi thì sương còn có thể dày hơn nữa, như là tại Hòa Bình chỉ khoảng là 500 m mà thôi, khiến cho bầu trời trắng xóa không thấy gì và gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Dự báo là tình trạng ẩm cao và sương mù dày vào buổi sáng thì còn kéo dài ở miền Bắc trong khoảng là từ 4 cho tới 5 ngày tới, do là không khí lạnh đang vào thời kỳ suy yếu. Gió đông bắc khô thì sẽ được thay thế bằng gió đông nam đưa ẩm từ biển vào sâu bên trong đất liền. Thậm chí là có ngày mà còn xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn như là vào sáng ngày Chủ nhật và sáng ngày thứ ba tới đây. Thời gian có sương mù dày nhất sẽ là nửa đêm cho đến sáng. Thời điểm này thì quý vị cần chú ý khi mà lái xe trên các cung đường đèo núi. Độ ẩm cao hơn nên ngay cả trưa và chiều nay thì cũng ít có khả năng là có nắng như trong chiều ngày hôm qua. Tuy nhiên thì nhiệt độ vẫn sẽ tăng nhẹ. Dự báo là mức nhiệt tại thủ đô Hà Nội cũng như là hầu khắp các nơi khác dao động quanh ngưỡng là từ 17 cho đến 22 độ. Không khí lạnh suy yếu thì cũng làm cho mưa ở miền Trung giảm hẳn. Cụ thể là tại các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới và Huế sau buổi sáng sớm có sương mù, đến trưa không gian thoáng đãng hơn, nhiệt độ phổ biến là từ 20 đến 25 độ. Riêng Đà Nẵng có lúc có mưa nhỏ, mức nhiệt 26 độ. Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Thiết trời nắng ráo, 26 đến 29 độ. Nơi mà có thời tiết ổn định nhất trên cả nước sẽ là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Chuỗi ngày nắng khô vẫn kéo dài ở cả hai khu vực này. Dự báo là cụ thể tại các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột mức nhiệt là 25 đến 26 độ, lui xuống đến khu vực Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và Biên Hòa thì trời khá là nóng, mức nhiệt tại đây là 33 độ, còn Cần Thơ hay là những nơi khác dao động quanh ngưỡng là từ 30 đến 32 độ. Chuyển sang thời tiết biển, huyện đảo Hoàng Sa và phía tây của huyện đảo Trường Sa lưu ý là gió đông bắc vẫn thổi mạnh. Cảnh báo gió tại đây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và độ cao sóng từ 2 cho đến 4 mét, biển động. Quanh khu vực huyện đảo Trường Sa còn có mưa rải rác khiến cho tầm nhìn giảm xuống, còn khoảng là từ 4 cho đến 10 km trong mưa. Và đó là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong buổi sáng ngày thứ 7. Còn ngay bây giờ xin được trở lại với những tin tức khác cùng với anh Dũng. Vâng, cảm ơn chị Hải Yến.